Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cedron. Tại đó có một cái vườn. Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Vả, Giuđa là kẻ phản ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy, Giuđa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu phán rằng: chính ta đây. Giuđa là kẻ phản ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán: chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi, ấy để được ứng nghiệm lời ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bấy giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay bên hữu. Đầy tớ đó tên là Manchu. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bấy giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giuđa bắt Đức Chúa Giêsu trói lại. Trước hết chúng giải ngài đến Anne, vì người này là ông gia Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giuđa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giêsu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giêsu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bấy giờ, con đòi, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó, phải chăng? Người trả lời: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giêsu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giuđa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói giấu kín điều gì. Cứ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy: có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó, cho ngài một vả mà rằng: ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: biết thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anne bèn sai giải Đức Chúa Giêsu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải, một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người. Mà Phi-e-rơ chém đứt tay, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó chúng điều Đức Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến trường án. Bấy giờ đương sớm mai, nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giuđa thưa rằng: chúng tôi chẳng có phép giết ai cả.
ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, trường đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng phải thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: thế thì người là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hãy ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hãy đến ngày lễ vượt qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng kêu lên nữa rằng: đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba, vả Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.